giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng ru hơi. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi trầm sâu trong tiếng đất trời. Tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết phút hành quân mẹ tiễn đưa con. Giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt con đường. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời vòng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi buồn vui trong những câu kêu. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi hùng thiêng trong tiếng chiến đồng. Tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời bão tố. 4.000 năm đất nước gian nan, giai điệu cháy trong tình thương nước vô vàn. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời vòng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời vòng cháy. Chương trình giao lưu nghệ thuật Vì Nhân Dân Quên Mình của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được khép lại tại đây. Kính chúc quý vị đại biểu, khách quý, các vị khách mời sức khỏe và hạnh phúc. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, khách quý, các đồng chí cùng toàn thể quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trải nghiệm sự thành công và đón nhận bất ngờ. Vietcombank ra mắt chương trình khách hàng thân thiết. Cảm ơn vì đã luôn tin cậy và giao dịch mỗi ngày cùng Vietcombank. Giờ đây, mỗi giao dịch của bạn sẽ được tích điểm để đổi những phần quà hấp dẫn. VCB Rewards cảm ơn bạn mỗi ngày. Cảm ơn. Cảm ơn. Hãy nói cảm ơn mỗi ngày, vì mỗi ngày đều là một món quà của cuộc sống. Ta được trải nghiệm sự thành công và đón nhận bất ngờ. Vietcombank ra mắt chương trình khách hàng thân thiết. Cảm ơn vì đã luôn tin cậy và giao dịch mỗi ngày cùng Vietcombank. Giờ đây, mỗi giao dịch của bạn sẽ được tích điểm để đổi những phần quà hấp dẫn. VCB Rewards cảm ơn bạn mỗi ngày. Bạn đã có dự định đi du lịch? VOV TV Travel, một ứng dụng du lịch thông minh nơi bạn có thể sử dụng dịch vụ du lịch chỉ bằng một lượt chạm. Trạm để đặt vé máy bay, trạm để đặt phòng khách sạn và trạm để đặt combo tour du lịch. VOV TV Travel, những thông tin về du lịch Việt Nam và thế giới. Những kinh nghiệm, kiến thức cần biết cho chuyến hành trình. Những kỳ nghỉ trọn vẹn với giá rẻ bất ngờ đang chờ bạn click. VOV TV Travel, cùng đi và khám phá.
Hãy nói cảm ơn mỗi ngày, vì mỗi ngày đều là một món quà của cuộc sống. Ta được trải nghiệm sự thành công và đón nhận bất ngờ. Vietcombank ra mắt chương trình khách hàng thân thiết. Cảm ơn vì đã luôn tin cậy và giao dịch mỗi ngày cùng Vietcombank. Giờ đây, mỗi giao dịch của bạn sẽ được tiếp diễn để đổi những phần quà hấp dẫn. VCB Rewards cảm ơn bạn mỗi ngày. Cảm ơn. Cảm ơn. Hãy nói cảm ơn mỗi ngày, vì mỗi ngày đều là một món quà của cuộc sống. Ta được trải nghiệm sự thành công và đón nhận bất ngờ. Vietcombank ra mắt chương trình khách hàng thân thiết. Cảm ơn vì đã luôn tin cậy và giao dịch mỗi ngày cùng Vietcombank. Giờ đây, mỗi giao dịch của bạn sẽ được tiếp diễn để đổi những phần quà hấp dẫn. VCB Rewards cảm ơn bạn mỗi ngày. Trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng chương trình. Bếp An Khang nhận ngàn lộc xuân từ VTV Cap. Giảm 20% phí thuê bao, trang bị bộ thiết bị số, thiết bị internet, kèm miễn phí 3 tháng dịch vụ on và nhiều quà tặng khác. Cùng VTV Cap tận hưởng những chương trình lôi cuốn với 200 kênh truyền hình đặc sắc và internet cáp quang lên tới 220 Mbps/giây. Phục vụ 24/7, nhanh chóng, tin cậy. Liên hệ ngay 1900 1515. Bạn đã có dự định đi du lịch? VOV TV Travel, một ứng dụng du lịch thông minh, nơi bạn có thể sử dụng dịch vụ du lịch chỉ bằng một lần chạm. Chạm để đặt vé máy bay, chạm để đặt phòng khách sạn và chạm để đặt combo tour du lịch. Một cú click ở VOV TV Travel sẽ đưa bạn tới những thông tin về du lịch Việt Nam và thế giới, những kinh nghiệm kiến thức cần biết cho chuyến hành trình, cùng các chương trình truyền hình VOV TV trực tuyến. VOV TV Travel còn là nơi cập nhật liên tục các chương trình khuyến mãi, voucher combo máy bay, phòng khách sạn với giá ưu đãi, cùng các tính năng săn vé rẻ, vé tự động, sang nhượng vé sẽ giúp chuyến hành trình của bạn được tiết kiệm chi phí tối đa. VOV TV Travel đã có mặt trên kho ứng dụng Google Play và App Store. Những kỳ nghỉ trọn vẹn đang chờ bạn. VOV TV Travel, cùng đi và khám phá. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác. Hấp dẫn trên từng nhịp sống thường ngày. VOV TV, kênh truyền hình tổng hợp của Đài Tiếng Nói Việt Nam, hiện đã có mặt trên VTV Cap kênh 8, sử dụng đầu thu HD kênh 74. Truyền hình Cap SCTV, kênh 41 tại Thành phố Hồ Chí Minh và kênh 81 tại Hà Nội. Sử dụng đầu thu HD kênh 229. Hệ thống MyTV của VNPT kênh 90